Sáng qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Văn Còn, sinh năm 1982, ngụ ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Dòng Riềng, tỉnh Kiên Giang, 5 năm tù về tội giết người. Đồng thời ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại là 200 triệu đồng. Do bị chuột cắn phá bờ ruộng tại ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Dòng Riềng, nên Phan Văn Còn dùng bộ kích điện diệt chuột, kết nối với bình ắc quy, sau đó kết nối với dây chì giăng theo ruộng để giết chuột. Vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 3 tháng 8 năm 2021, Còn đi ra thăm ruộng thì phát hiện anh Trịnh Thanh Tuấn, sinh năm 1994, ngụ ấp Thạnh Thắng, xã Thạnh Lộc, nằm bất động dưới ruộng lúa, một tay đang nắm dây chì mà Còn dùng để giăng xiết chuột. Còn thấy vậy, vào tắt hệ thống kích điện và phát hiện anh Tuấn đã tử vong. Sau đó, Còn đến cơ quan công an đầu thú.